Chào các bạn, nay tôi một Tết rảnh rỗi tôi ngồi quay lại những cái trận đánh hay vừa rồi, có tham gia một cái clan cao thủ, tôi có đánh hai nhà H13 được 3 sao. Sau đây tôi quay lại để cho các bạn xem. Trận đấu thứ nhất nhà nhất đây mình phát lại H13 chưa mắc quân, trước kia nơi giả hai con rồng chạy hai góc cắt góc đánh dọn dẹp những cái nhà xung quanh, sau đó thả các tướng rồi hồi máu cộng với xe chạy thẳng vào nhà chính, sau đó thả bom lơ cộng với penka rồi chạy vào gần trong với thả một bình tốc. Tiếp theo là thả tiếp một bình tốc, sau đó thả toàn bộ những bình rơi ở góc 11 giờ và lần lượt tôi thả những cái bình băng ở tại những cái cột trụ Winrad, nếu không thả thì như thế này nó xịt một phát là những con rơi hầu như là chết sạch, do vậy ta phải thả những cái bình băng vào chỗ cái trụ Winrad hoặc cái tia Inferno mà nhiều tia là chúng ta cũng phải thả, không là nó xịt là chết rất nhiều con rơi. Đấy, như vậy cơ bản là con rơi dọn dẹp rất là nhanh mà chúng ta đã được 3 sao nhà H13. Quân clan tôi xin một con golem băng và một con Benka. Đấy, bây giờ quân clan chưa chết vẫn hoạt động rất hiệu quả. Đấy, cơ bản là đã xong nhà H13. Tiếp theo chúng ta xem trận đấu thứ hai cũng trong cái clan cao thủ. Như vậy là xong rất gọn nhẹ. Tiếp theo cho các bạn xem trận thứ hai. Trận thứ hai là cái nhà họ cũng gần tương tự như vậy. Chúng ta xem lại cũng là H13, tôi đánh chiến thuật cũng y hệt như vậy, cũng là thả hai con rồng điện hai bên cắt góc dọn dẹp các nhà chính, thả tướng thả xe chạy thẳng vào nhà chính, thả bom lơ penka hai quả tốc và những con rơi, trận này cũng ăn nhẹ nhàng. Tương đối nhẹ, tiếp tục mình bằng cái nguyên giá này, rồi xin chào các bạn.